Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp. Hôm nay kênh giới thiệu cho anh chị một căn nhà nhỏ 2 tỷ mốt 50, hẻm xe hơi thông, tiện kinh doanh mua bán hoặc là làm nail làm tóc, chồng đi làm cho vợ làm nail làm tóc ở nhà, hoặc kinh doanh online. Tọa lạc tại Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích 1 trệt 1 lầu, tổng diện tích sử dụng sàn trên dưới là 20 x 2 = 40 m². Hẻm xe hơi thông hướng Tây Nam, giá 2 tỷ mốt 50. Quý vị đừng quên đăng ký kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp để xem thêm nhiều sản phẩm khác, và bấm cái chuông là thông báo, nhận thông báo để luôn luôn được cập nhật những sản phẩm mới nhất. Nhà bán giá rẻ Gò Vấp, nhà chính chủ, nhà giá rẻ và nhà đẹp. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã chú ý xem video này. Xin cảm ơn. Và tiếp theo đây thì cũng xin giới thiệu quý vị một video cho một cái căn nhà trong cùng phân khúc 2 tỷ 2, 2 tỷ 3 tỷ. Xin cảm ơn. Thân ái chào tạm biệt. Đấy, khu vực phường 17 này bây giờ hẻm đẹp anh chị. Nó sẽ thông thương giữa Nguyễn Oanh, đường số 5, khu chung cư Gia Phát, khu chợ An Nhơn nha anh chị. Đây. Ở cái khu này bây giờ hẻm đẹp lắm. Xin cảm ơn anh chị. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube Nhà Giá Rẻ Đoàn Vũ. Hôm nay giới thiệu quý vị căn nhà 1 trệt 1 lầu, hẻm 2,5 m, cách hẻm xe hơi thông 30 m. Đây là mặt tiền của căn nhà. Và đây là hẻm thật trước nhà, rộng hơn 2,5 m, an ninh, sạch đẹp, thoáng mát. Căn nhà tọa lạc tại đường Bùi Quang Là, phường 12, Gò Vấp. Diện tích là 3m6 x 6m5, sổ hồng riêng công nhận 22 m², cập nhật đủ trệt lầu 44 m², 1 trệt 1 lầu. Đây là hình ở trong căn nhà nha anh chị. Sàn lát gạch giả gỗ, toilet, bếp và nhà mới vào ở ngay. Giá gia chủ kêu là 2 tỷ 150 triệu thương lượng. Đây, trên lầu đây có rèm. Đó, giá gia chủ kêu 2 tỷ 150 nha anh chị. Ngoài ra, gần đó sẽ có thêm một căn nữa. Đó là giá chỉ có 1 tỷ 59, nhưng đây giới thiệu anh chị luôn. Đấy, căn nhà 1 tỷ 59, 1 trệt 1 lửng 1 lầu, diện tích 3 x 4, sổ hồng riêng công nhận 12 m², và giá gia chủ đang kêu 1 tỷ 590. Cùng ở đường Bùi Quang Là, phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nên chị quan tâm hãy đăng ký kênh YouTube Nhà Giá Rẻ Đoàn Vũ và vào danh sách phát của từng cái hạng mục. Ví dụ nếu anh chị quan tâm các căn nhà cùng phân khúc này thì vào cái mục nhà từ 2 tỷ 1 đến 2 tỷ rưỡi để xem thêm nhiều căn nhà khác. Và sau đấy nhắn tin Zalo 0906943839 để Vũ sẽ cho thông tin hình nhà, hình phim, sổ, quy hoạch, bài mô tả và các cái thông tin khác về tư vấn pháp lý để tư vấn cho anh chị mua căn nhà mơ ước nhé. Dạ, xin cảm ơn và anh chị đừng quên đăng ký kênh YouTube Nhà Giá Rẻ Đoàn Vũ để xem thêm nhiều thông tin và căn nhà khác. Mặt tiền dưới 10 tỷ, nhà bán dưới 4 tỷ, nhà cho thuê 5-7 triệu, nhà vi bằng dưới 2 tỷ, tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ nhà đất bao sang tên đăng bộ, thực hiện các cái hồ sơ khó trong đăng bộ. Xin cảm ơn.